Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Và mình là Cơzipo đây. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 gói kết cấu giúp màn cơ rất pe của các bạn trở nên thú vị hơn. Nếu hay video này hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Giúp mình có động lực làm thêm nhiều video hơn cho các bạn xem. Giờ thì không lòng vòng và dài dòng nữa, vào video thôi. Đến với gói kết cấu đầu tiên thì gói kết cấu này sẽ thay đổi các công cụ và vũ khí của bạn cơ dắt trở thành 3D, giúp cho bộ công cụ trở nên đẹp hơn. Hoặc khi bạn đã chán với bộ công cụ mặc định của bạn cơ dắt thì các bạn có thể tải về để trải nghiệm. Thì đây là những thứ sẽ trở thành 3D, do là bộ công cụ bạn cơ dắt rất nhiều, nếu mình sẽ review cho các bạn xem hết thì rất mất thời gian và không còn sự bất ngờ, nên các bạn có thể tải về để trải nghiệm nha. Ok, được rồi, đến với gói kết cấu tiếp theo nào. Đến với gói kết cấu thứ hai này, mình chắc các bạn sẽ rất thích, bởi vì gói này sẽ thay đổi về skin của các bạn. Gói này sẽ giúp skin của các bạn trở thành skin 3D, thì tắc này mình thấy có một số YouTuber hay dùng để quay video, làm cho skin của họ trở nên sinh động hơn, thì tắc họ dùng là dành cho PC, đây mình tìm được tắc cho PC rồi, nên các bạn có thể tải về trải nghiệm thử. Các bạn có thể thấy skin của mình đã trở thành 3D rồi nha. Ok, xem tới đây được rồi, thích thì tải về đi, qua gói tiếp theo nào. Bắt đầu với gói kết cấu thứ ba này, gói kết cấu này nó sẽ liên quan tới con mèo trong màn cơ rất nha các bạn, thì gói kết cấu này sẽ thay đổi mô đồ của con mèo, biến con mèo của các bạn trở nên cute hơn, à ý mình là cute. Thì trong game có hai loại mèo, là mèo rừng và mấy con mèo ở trong làng, thì hai con này đều được đổi mô đồ hết nha. Đây là con mèo rừng con, các bạn có thể thấy nó đã được thay đổi mô đồ, nó đã mập lên nhìn hơi bị cu teo, không như mô đồ của man cơ dắt nó ốm như bị suy dinh dưỡng vậy. Thank you.
đây là con mèo của bà phù thủy, không phải con mèo trong làng, thì các con mèo này sẽ có bộ đồ mập ú như nhau nha, không còn bộ đồ nào khác hết. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số con mèo khác. Đến với gói kết cấu tiếp theo thôi nào. Thì gói kết cấu lúc nãy đã dành cho mèo rồi, thì gói kết cấu tiếp theo này là gói kết cấu sẽ dành cho những chú chó nha. Nhưng ở phiên bản 1.21 này, Mougang đã cập nhật cho những chú chó có những ngoại hình mới rồi. Mình không biết các bạn có tải gói này không, nhưng mình thấy nó đẹp nên vẫn sẽ review cho các bạn xem. Đây là những chú chó sói được sinh ra tự nhiên nha, khi chưa thuần phục, và mô đồ của chúng cũng đã được đổi. Thì mình đã thuần phục mỗi con một màu khác nhau, thì gói này còn nhiều thứ mới lắm chứ không có nhiều đầy đâu. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tại sao mình lại muốn review gói này. Thì mình sẽ dùng cái đe để đổi nhãn ghi tên thành tên một giống cho nào đó. Khi đặt tên cho chú chó bạn đã thuần phục thì nó sẽ đổi chú chó bạn thành dòng cho mà bạn đã đổi tên. Lưu ý khi đổi tên thì chữ cái đầu tiên của một dòng chó phải viết hòa nhà. Thì ở đây mình chỉ biết được 3 dòng thôi, mà gói này có tới 5 đến 6 dòng chó thì phải nên các bạn có thể tải về để check xem có bao nhiêu dòng nha. Được rồi, đến với gói kết cấu cuối cùng nào. Đến với gói kết cấu cuối cùng này, gói này sẽ liên quan về ngôi làng nha. Gói này sẽ giúp các dân làng của bạn trở nên cụ thể hơn. Bây giờ thì đi khám phá cùng mình nha. Đây chính là thằng dân làng không có nghề. Gói kết cấu này sẽ biến cho các dân làng trở thành mèo, nhìn trông cu teo hơn. Đây là thằng dân làng đông dân nè, thì ở cái phần tải gói kết cấu này có tới 2 gói lận, mà mình lười review gói kia quá, gói kia thì biến mấy thằng cướp dân làng cũng thành mèo. Nhưng nó đô hơn và ngầu hơn, thì link tải các gói kết cấu này mình sẽ để dưới mô tả video, các bạn có thể tải về và trải nghiệm nha.
thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Thì video tới đây cũng kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Giúp mình có động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa cho các bạn xem. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye!